Rồi, hello, em chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Video trưa này giờ này là 11 giờ mấy, chắc em đăng video lên chắc nó cũng tầm gần 12 giờ quá anh em. Tại quay video clip ít nhiều cũng phải mười mấy 20 phút nữa. Thì trưa nay em lên với anh em tí phụ tùng rim Thái, cũng lâu rồi em không có cập nhật phụ tùng rim Thái cho anh em. Sẵn bữa nay có chuyến hàng rim Thái nó về thì em cập nhật cho anh em tí phụ tùng rim Thái. Thì nói chung á là anh em cũng biết mình ở đây là mình chuyên dòng quay Thái 110, nhưng mà đôi khi mình cũng có bán đồ rim Thái tồn kho, rim Thái theo xe đó nha. Và đặc biệt mình sẽ gặp xe rim Thái đẹp mình vẫn mua và mình rã bán với anh em nha. Tại vì cái dòng rim Thái anh em biết nó có một cái đặc thù rất là lạ. Đồ rim Thái mà đẹp á nó rất là vô giá trị, còn mà đồ xấu anh em cho người ta cũng không lấy nữa. Cái dòng rim Thái đặc thù là vậy, còn riêng dòng 110 nó khác. Dòng 110 hiện tại thị trường nó đang hot đó, anh em chơi xe nhiều, những anh em người ta không có điều kiện á, đồ xấu á, anh em bán người ta vẫn người ta về phục hồi sơn si gam si mạ đồ lại người ta xài được. Còn đồ rim Thái không có ha. Một là phải đồ căng, còn hai là đồ, còn hai nữa là đồ mà tầm xấu á, là bán không có được. Cho nên là xe rim Thái á, rất là khó để mà mua, giá trị nó cao nữa. Rồi thì cũng rất là may mắn đợt này cái lô phuộc 6 cặp này về cũng rất là may mắn nha quý anh em. Em may mắn đó, em mới mua được á. Không có hàng, nói chung là khoảng 4-5 tháng nay thì mới mua được lại cái lô cái phuộc này. Rồi, em cũng xin chào hàng với anh em đầu tiên luôn. Hàng mới về cái gì thì em chào anh em cái đó trước. Video này em bán toàn phụ tùng rim Thái nha. Một bộ nhông sinh dĩa rim Thái nè. Cái nhông với lại cái dĩa này là của rim Thái theo xe, còn cái cộng sên này sên tồn đó, còn mực luôn nè. Còn cái đùm rim lùng tồn kho chưa xài, còn mực hãng luôn. Bộ cam trước của rim Thái anh em vô rim lùng chuẩn luôn ha. Một cái đồng hồ cúp EX ha, một cái đồng hồ ES5 ha, rim ES5 đồng hồ này siêu hiếm nha và cực kỳ giá trị cực kỳ nha. Đó, một cuộn lửa rim Thái tồn kho chưa xé túi luôn nha. Đó, anh em sưu tầm 97. Một cái bẩn rim Thái, hàng này là hàng tồn xài lướt đắp hay là ba bẩn lên mở gà nha anh em. Nói chung ở ngoài anh em nhìn đẹp hơn trong hình nha, tại vì em quay video về ánh sáng của cái iPhone nó cao. Cho nên là anh em nhìn cái bẩn nó sẽ không có mở gà dữ đâu, nhưng mà ở ngoài anh em nhìn bẩn mở gà nha anh em. Nó hường rồi. 203. Một quả đào rim Thái tồn, hàng cực kỳ hiếm nè. Đó, mấy cái bẩn này nè, với lại cái quả đào này là hàng mình trưng bày trong nhà đó, mình treo ở trên cái nhà trong nhà mình đó. Rồi lâu lâu mình đem ra mình quay clip mình trao đổi với quý anh em. Còn anh em nào chơi thì mình cũng là hàng của mình thôi, mình trưng bày bình thường. Còn anh em chơi thì mình chia sẻ. Đó. Này là hiếm nha. Rồi, hàng gì về mình chào với anh em trước. Lô 6 cặp phuộc này á thì mình cũng nói trước với anh em để một số anh em trước đó anh em mua thì để nhiều khi anh em thắc mắc. Thì hồi trước đây á, cái hàng mà phuộc tại vì nó nhầm lô, tại vì anh em lái báo có lúc nào thì mình bữa với anh em lúc nấy. Đó. Thì trước đây á mình mua số hàng nó nhỏ giọt lắm và bây giờ nó cũng vậy thôi, mình gom được cái lô này do nó may mắn thôi. Cái phuộc rim Thái tồn linh kiện nè anh em. Phuộc rim Thái tồn kho linh kiện hồi xưa nè. Rim Thái tồn kho linh kiện hồi xưa nè. Đó. Hàng này bây giờ mình bao anh em luôn, nó cũng hiếm đét ở trên thị trường rồi. Còn ba cái phuộc mình nói thiệt, ba cái phuộc súp be mà hàng mới bây giờ súp be hãng đó, mày cho em không lấy nữa, đừng nói mua. Nó cứng ngắt. Đó. Thì hồi trước đây á thì số lượng em nhập được một lần chỉ 1-2 cặp thôi. Mua được chỉ là 1-2 cặp thôi, nó nhỏ giọt dữ lắm. Đợt này cũng vậy thôi, 6 cặp này là em mua rồi cũng không biết khi nào mới có hàng. Thì hồi đó là em bán giá là 3 triệu một cặp. Thì cái lô này em mua được 6 cặp này giá nó tốt thì em bán tốt hơn. Đó, em bán 2 triệu 6 một cặp. Đó, thí dụ em mua giá tốt thì em bán giá tốt à. Em nhanh ra hàng, em gom tiền, em còn làm công việc của em nữa. Đó. Rồi, không có mất thời gian của anh em nữa, em vô luôn nè. 6 cặp này, cái lô này được 6 cặp phuộc sau. Mình nói thiệt, cái phuộc sau rim Thái này rất là nhiều anh em dính chưởng luôn. Rất là nhiều anh em dính chưởng, kể cả những anh em chơi rim Thái mà dặn chơi xe cọp cũng dính luôn. Cũng dính chưởng luôn nha anh em. Mua trúng hàng gì đúng không? Mà thôi, chuyện mua bán thì mình nói thẳng, ai làm nấy biết, ai bán nấy biết thôi. Vậy đó, mình bán nè, bao anh em đúng phuộc rim Thái tồn linh kiện hồi xưa. Đó,
hàng chuẩn bao anh em nhúng đỉnh đó, đúng hàng, một cặp 2.6 triệu, chỉ có 6 cặp thôi, muốn có nữa cũng không có nữa. Nó còn anh em điều kiện thấp dọn xe mới cứ xài phuộc super hãng bình thường, nhưng mà đối với mình phuộc đó nó không có đạt thì mình không bán thôi. Hồi xưa mình lúc mình bán hàng mới mình vẫn bán phuộc đó nha anh em. Nè một cặp nè, rim thái tồn kho linh kiện, nó rất là đẹp anh em à, chứ không phải mà hàng si cấu đâu anh em, mình chơi là đỉnh đó. Trùng mã anh em, 15 ti trùng mã hết, 15 21, cặp này cũng vậy nè, trùng mã 15 21 nè, nè 15 nè, 21 nè, ti rin nha anh em, tồn kho, tồn linh kiện hồi xưa đó anh em, chân keo là anh em nhìn là tê tái tâm hồn á, chân keo nó đẹp dữ lắm. Dưới này nó sức gì đó nghe anh em, nguyên bản hồi xưa, đồ hồi xưa nó vậy đó, dưới này nó sức gì đó đó, hàng chưa xài nghe anh em đó. Mấy cái đồ si thì anh em bóc vô thì nó có cái dấu tay của mình là bình thường anh em, một cặp vậy là 2.6 triệu, hàng hiếm anh em ơi, chứ không phải có hoài đâu nghe anh em. Anh em lưu ý nha, hàng nó lưu kho lâu năm thì bắt buộc đôi khi nó cũng phải có lông mèo chút đỉnh nha anh em, chứ không có hoàn hảo được 100% như phục mới đâu nghe anh em. Đó mình nói trước luôn cho anh em nè, nè đôi khi nó cũng phải có những cái dấu cấn này nọ chút đỉnh như vậy nè thì mình phải chịu, tại vì đồ tồn kho hồi xưa tới giờ mà biết sao đường đâu mà nói anh em. Đó đôi khi nó cũng có cái dấu cấn chút đỉnh gì, mong anh em thông cảm nha đó. Nhưng mà mình bao anh em là nước si là căng đét nha, chứ không có cái chuyện mà bị nổ si hay là bị rơm si, bị mè hột mè là không có anh em, lông mèo thì phải chịu nè, như một số điểm là nó có lông mèo nè, nhẹ vậy mình mong anh em thông cảm, tại đồ tồn mà nó lưu kho biết nhiêu năm rồi phải chịu. Rồi ở đây số lượng là mình có 6 cặp, mình đã kiểm tra hết rồi, đẹp hết anh em an tâm, cặp nào cặp nấy căng đét hết trơn à. Đó cũng may mắn mình mua được lô này nghe, 2.6 triệu cặp, hàng này mình nói thiệt anh em nó rất là hot và không phải lúc nào nó cũng có hàng đó. Rồi anh em nào chơi rim thái đó thì thí dụ như đang có nhu cầu dọn xe mà cần một mặt hàng chất lượng đẹp đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho em, số điện thoại em thì 0865 890 158, mỗi video em đều mỗi em đã kiểm tra kỹ hết trơn rồi nghe anh em, từng cặp từng cây một hết rồi đó, đúng cặp của nó hết đó. 2.6 triệu một cặp, em bao anh em là căng đét nha đó. Anh em chơi rim thái mà muốn một có một cái mặt hàng chất lượng đẹp thì cứ liên hệ mất nhất máy lên alo cho em, còn phương thức thanh toán bên em là anh em mua hàng chuyển khoản đủ đó, mình nói thẳng luôn cho nó dễ đỡ mít lòng nhau đó. Như cái clip mà mình đăng là lúc 6 giờ sáng đó là ba cái đồ như là này, mình bước vô nhà cho anh em coi nè, clip mình đăng lúc 6 giờ sáng nè, như là bộ gấp cặt te nè, cùm này có người chốt nè, bát nạ này có ông anh ở Sài Gòn chốt nữa nè, ổ khóa này có ông anh ở Vũng Tàu chốt, một tí xíu mình giao chảnh, cặp 899 này có người chốt rồi nữa nè, bộ nồi chốt rồi nè, bộ số với cây dên cũng chốt rồi nè, còn cái lốc bơm lẻ đó, cái lốc bơm nó giá 1 triệu, anh em có lấy thì em giao luôn cho, còn đồ em mới chia anh em về nè, mới khui đã nè, đường cây ghi đông cọp nè, chưa rửa nha, cây ghi đông quay 110 thái, được 3 cục mô pin có tẩu rin luôn nha, toàn là tẩu mềm xèo không mà, cọp còn đen thùi không mà. Đó cũng trưa anh em lên sóng với anh em để em vệ sinh sạch sẽ cái, cho mấy cái vệ sinh mấy cái bát này cho nó lên đẹp cái rồi em mới kiểm tra kỹ rồi em mới bán cho anh em, chứ với mua được một bộ đồ nghề quay thái 110 đời 99 tồn kho luôn nè, full túi cánh chim 99 thì cái này nó màu xanh dương, đúng theo xe là nó như vậy đó. Rồi thì mình báo giá cho anh em ha, phuộc sao rim thái tồn linh kiện ngày xưa 2.6 triệu một cặp. Anh em có nhu cầu sử dụng alo trực tiếp cho mình, số điện thoại của mình là 0865 890 158, số có Zalo có Facebook anh em chích thoải mái đó, và khi Zalo của em á, hiện tại anh em kết bạn nhiều quá nó đầy danh sách anh em kết bạn không được cứ nhắn tin cho mình không chặn tin nhắn người lạ, mình sẽ trả lời cho anh em trong thời gian sớm nhất, ví dụ mình đang quay clip mình trả lời không được, quay clip xong mình trả lời anh em liền. Rồi ha, nhớ nha, 2.6 triệu một cặp ha, báo đỉnh cho anh em đến từng cm nha.
Còn cái chày lông mèo thì tất nhiên à, mấy cái này nè 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 dạng như xước xước lông mèo nhẹ nhẹ gì thì phải có, phải chịu. Đồ tồn lâu năm chứ không phải đồ trong hộp ra đâu. Đó. Căng đét nha anh em. Lô này nói chung em kiểm tra kỹ lắm rồi. Anh em có xài cứ liên hệ em. Tiếp theo nè. À, không chị. Ủa? Cái này cái wifi hay là cái gì chị? Điện hả? Điện đóng trên app luôn được không? Dạ. Dù 798 ha. Rồi. Rồi, tiếp theo nữa em chào với anh em nè. Cái cuộn lửa Rim Thái tồn, em chưa khui túi luôn nè, full cánh chim bích cuộn lửa nha anh em. 31121 GN5 gạch 900 đời 97 nha. Cuộn lửa này giá 500.000 anh em. Còn có một cuộn mà bữa hổm về được một cặp, hai cuộn hết rồi, còn cuộn một rim nè. Ừ. Rồi, ok, anh em xài alo 500.000. Bẩn Rim Thái tồn xài nước, đáp 2 lá 3. Bẩn này em bán cái bẩn này nè. Bẩn này này như gì đây nha. Em bán cho anh em giá cái bẩn này là giá 4 triệu. Đó, anh em có xài thì liên hệ. Còn anh em cũng biết rồi. Bẩn Rim Thái mà từ đời 92 trừ đời 92 đến 97. Hiện tại cầm một cái mua cả chục triệu nha anh em, không có rẻ nha. Đó, đắp 2 lá 3 xài nước. Thì những cái vết mình nói với anh em, những cái vết mà dạng như vết lông mèo như thế này nè. Cái bẩn trong này, màu trong này thì nó đẹp rồi. Thì những cái vết này, vết này đóng bằng nhện hay gì ta? Bằng nhện, là mình treo lâu quá đóng bằng nhện. Nè. Đóng bằng nhện nha anh em. Hình thức bẩn thì nó còn cũng rất là đẹp nha anh em. Đó, 4 triệu. Đắt 2 lá 3. Đó. Có cái trái đào này không đúng trái đào rin của nó nha anh em. Trái đào này trái đào của thằng mấy thằng cúp á. Mấy thằng cúp EX đồ đó. Không có đúng trái đào của nó nha. Trái đào này trái đào cái này là do của mấy thằng cúp EX á. Này rin nha, rin của cúp EX không có đúng của Rim Thái. Đó. Thì đợt mình rã con cúp EX kia nó có cái trái đào nè. Còn rất là đẹp nha anh em. Còn rất là đẹp. Không có trầy gì hết trơn á. Đó, nặng chiều chịu rồi. CDI zin. Đó, CDI zin, lưỡi trâu zin. Lưỡi trâu zin ha, CDI zin, lưỡi trâu zin. Đó. Đáp đây, 2 lá 3. Đó. 01 02 03 ha, cái này nó lọt vô tháng 10 năm 2 lá 3 ha anh em. Tháng 10 năm 2 lá 3 ha. Rồi, cái bẩn này nè, nó như vậy nè, là bán cho anh em giá là 4 triệu. Đậy bẩn bên đây có nha. Đó, 2 lá 3. Mình nói anh em ở ngoài anh em nhìn đẹp lắm, mình để cho mà nó đóng bụi luôn nè anh em coi nè. Nè, đó. Ở ngoài nó mở gà đẹp lắm. Còn ở trong video này nó hơi sáng hơn chút xíu. Đó. Cái bẩn CDI như vậy đầy đủ, lưỡi trâu đầy đủ vậy là 4 triệu. Còn quả đào này là 2 triệu nè. Quả đào tồn. Chưa xài. Đó. Quả đào tồn chưa xài. Quả đào này 2 triệu. Còn anh em muốn rẻ thì cũng thiếu gì. Đào này giờ thị trường bán thiếu gì, trái 100 mấy chục ngàn cũng có nữa, mấy chục ngàn cũng có nữa. Thiếu gì đồ để mình xài. Nói chung là anh em thích nào xài nấy, không quan trọng ha. Đó, mình cũng nói rõ ràng, chính xác cho anh em mình nghe cho nó rõ. Để đôi khi anh em nó bán mắc bán rẻ gì mình không quan tâm ha. Mình nói thẳng luôn, anh em cứ thấy cái nào ưng ý mình vừa ý mình cứ xài anh em. Ừ. Nó còn còn một cái loại đầu tồn á, mà mấy cái chữ nè, mà nó lõm qua bên đây luôn nè, thì nó rẻ hơn, trái nó triệu mấy. Nhưng mà trái này là chuẩn nhất rồi, tồn căng chuẩn nhất rồi. Ừ. Hồi lúc trước á, trái đào này nó full túi, nhưng mà cái túi nó mục quá trời mục rồi. Rồi thôi mình cũng không có ấy gì, thôi mình bỏ luôn. Trái đào này lúc trước là nó full túi cánh chim nhật á. Trái đào này mình bán anh em 2 triệu nha. Ừ. Nhông sên dĩa. Cái nhông với cái dĩa này là theo xe. Còn cái cọng sên này là cọng sên dạng như tồn á. Sên đai 428. Mực vàng còn nè. Cộng sên này cộng sên đai 428 đâu rồi. Để mình kiếm cái đai 428 cho anh em coi coi. Tiêu rồi trời. Tất tui á. Mới thấy sớm cái chát. Đây nè. Nè đai chi nè, đai chi, đai chéo nè, đai nè 428 nè.
đó đó, thì cộng sên nè, cái nhông với cái dĩa này hàng theo xe nha anh em. Nhông GF6 nè, rim Thái ha, nhông GF6 nè, GF6 nè, Sunta nè, đúng rim Thái còn dày cui nè nha anh em, chứ không phải ba cái đồ mà nhông sinh dĩa mà mòn lẳng mòn lơ nhuận quắc mà đem đi bán cho anh em đâu nè. Đó, bộ nhông sinh dĩa này mình bán cho anh em giá rẻ thôi, mình bán cho anh em giá nhanh gọn lẹ luôn, khỏi trả giá tới lui 1,5 triệu xong đó, khỏi trả giá tới lui cho nó mệt. Như anh em lái gì đó vô xe đó vô, mình nói thẳng một tiếng một xong dứt khoát đó. Cộng sên cái nhông GF6 nhông nó còn mực luôn nè nha, à, nó còn cái chấm mực trắng luôn nè, cái dĩa cũng vậy luôn nè, cái dĩa nó còn nguyên bạch mực trắng luôn nè, dĩa 36 nè, dưới đóng Sunta nè, nè đâu rồi nè, Sunta nè đó, còn vuông băng anh em chưa nhọn chưa gì nha. Đó, về anh em tự vệ sinh ngâm dầu ngâm nhớt cho nó ra ba cái ten. Ừ, rồi bộ này bán anh em 1,5 triệu rồi, khỏi trả giá tới lui lu bu đó. Còn cái đồng hồ cúp EX đó, à, cái bộ áo của nó mình còn treo ở trong nhà đó, là của con EX5 đó, đồng hồ này giá 4 triệu một cái theo xe, 19.888 cây đó, 4 triệu theo xe, kính rin theo xe, rin toàn tập đó, anh em khỏi có lăng tăng, mình để tới đóng bụi luôn rồi. Ừ, anh em có xài thì cứ hú mình một phát đó, hàng này là hàng hiếm, mình bao anh em trên thị trường không có ai có nhiêu đâu đó, theo xe 4 triệu. Còn anh em mua đồng hồ rim Thái tồn thì nó cũng hơn cái giá này nữa, mà cái này á thì nó hiển thị tới 100 mà đó, còn rim Thái thì 120. Rồi, đùm sau rim Thái tồn rã bánh nha, chứ không phải tồn chưa xài nha, có dấu bắt câm nè. Tôi bán tôi nói hàng chuẩn chỉnh cho anh em khỏi suy nghĩ. Đó, tồn rã bánh nhưng mà nó đẹp như mới gì đó anh em ơi, nó còn độ sống sánh nè. Cái đùm này hiện tại thị trường anh em ta đang bán 1 triệu với ta 1 triệu rồi nè, em bán anh em 800 ngàn. Đó, mực hãng còn. Tồn rã bánh bao chuẩn, rim lùng 800 ngàn. Ừ. Nói chung là đẹp như mới. Rồi, anh em muốn bắt cam này có luôn, có bộ cam trước. Cam trước này của rim Thái nè. Ừ. Răng nhuyễn ha, chuẩn rim Thái tồn ha. Cũng tháo từ bánh xe tồn ra nha. Thì tháo từ cái đùm rim lụng này ra nè chứ đâu. Nè, tháo từ cái niền với cái đùm của rim lụng này ra nè. Nè. À, rồi, nếu anh em lấy hai món luôn em tính cho anh em giá là 1 triệu này 800 đi 1,6 triệu, rồi 800 1,6 triệu xong đó. Rồi video này em lên với anh em vài món đồ rim Thái thôi, chút xíu này em vệ sinh em lên với anh em thêm mớ đồ 110 ở nhà nữa, vậy nha anh em cần gì alo chào anh em nha.